Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trên con đường Gò Hương thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 3 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 30 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ và dẫn quý anh chị, quý nhà đầu tư đi tham quan một lô đất nằm ngay gần với mặt tiền đường Gò Hưu này. Cách mặt tiền đường nhựa Gò Hưu chỉ khoảng là 150m thôi quý anh chị nhé. Lô này có diện tích là ngang 5, dài 40, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, rất là thuận lợi để chúng ta có thể là kinh doanh xây nhà trọ đó quý anh chị. Và giá của lô này là 1 tỷ 330 triệu, bao sang tên công chứng trong ngày. Khu này nhà cửa dân cư rất là đông đúc và có khá là nhiều những dãy nhà trọ người ta đã xây ở khu vực này để cho thuê, dân sinh rất là đông đúc quý anh chị nhé. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy khu vực này nhà cửa dân cư rất là đông đúc và khá là nhiều những cái dãy phòng trọ người ta cũng đã xây và cho thuê. Vị trí của lô đất chúng ta từ cái tường này đo ngang sang là 5, dài sâu xuống dưới là 40, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, cách mặt tiền đường nhựa Gò Hưu chưa tới 150m quý anh chị nhé, rất là gần. Cái lô này có hướng đông rất là mát, nắng sáng mắt chiều. Nếu như quý anh chị mình xây nhà để ở thì cái miếng đất này nó cũng khá là dài, cho mình có thể là phía trước xây nhà, phía sau còn lại một khoảng phía sau để mình có thể là trồng rau hoặc là nuôi gà, nuôi vịt là tùy mình. Hoặc là mình có thể tính theo cái cách là kinh doanh xây nhà trọ để cho thuê. Thì khu vực này mình cho thuê thì rất là thuận lợi, công nhân người ta ở đây khá đông quý anh chị nhé. Bởi vì nó nằm ngay bên cạnh là khu công nghiệp Hoàng Gia, khu công nghiệp Xuyên Á, Nhị Xuân và Đức Hòa 3 nữa. Chính vì thế mà ở đây chúng ta kinh doanh xây nhà trọ thì còn gì bằng, rất là thuận lợi, không có lúc nào là ế phòng đâu quý anh chị. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy khu vực này nhà cửa dân cư vô cùng là đông đúc. Nó tọa lạc tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Và vị trí của lô đất cách mặt tiền đường nhựa Gò Hưu chỉ 150m. Dân cư, nhà trọ vô cùng là đông đúc, gần chợ Mỹ Hạnh Nam, bách hóa xanh, điện máy xanh và ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam, bệnh viện Hàn Quốc. Khu vực này thì dân cư rất là đông đúc và sầm uất rồi. 5 x 40 quý anh chị nhé, rất là đẹp luôn. Và nó là hướng đông, nắng sáng mát chiều nữa. Và giá của lô này chỉ có 1 tỷ 330 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta. Mình mua là chỉ việc xuống đủ tiền 1 tỷ 330 triệu là cầm sổ hồng trên tay quý anh chị nhé, bao sang tên công chứng trong ngày. Chúng ta mua thì chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước mà thôi. Rất thuận lợi để chúng ta có thể kinh doanh xây nhà trọ. Cái lô nó khá là dài, 5 x 40. Hướng đông nữa, nếu chúng ta xây nhà ở thì cũng rất là mát quý anh chị nhé. Và nó nằm ở khu vực dân cư đông đúc sầm uất. Bao bọc xung quanh thì rất là nhiều các cái khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3. Và lưu thông thì vô cùng là thuận lợi bởi vì nó cũng rất là gần với chợ Mỹ Hạnh Nam. Từ vị trí đất mình chạy ra con đường tỉnh lộ DT824, lưu thông đi về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi lên thị trấn Đức Hòa về các tỉnh miền Tây cũng rất là dễ dàng bởi vì đường nhựa rất là thông suốt quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được clip này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Cái lô này mình mua là được đó quý anh chị, 5 x 40 với cái giá này cũng khá là rẻ. Đất thổ cư 100% rồi, xây dựng là xây tự do quý anh chị nhé. Kính chúc tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.